Chương 1 Bí ẩn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Pilot, eo lát, 20183.07p, mã được hai tuần từ khi đoàn khảo cổ khai cuộc lại lăng mộ chiến binh Griffin. Bước đầu xác định hơn 3.000 mẫu vật được coi là đồ tạo tác quý hiếm, đã được các chuyên gia bảo tồn mất hơn năm làm sạch đá vôi và khảo nghiệm. Vì lý do bảo mật, họ phải lần nữa tới Hy Lạp khai cuộc thêm sao mình cảm thấy hầm mộ này không đơn giản một cô gái vóc dáng cao gầy đi đôi bốt cao cổ rảo bước về phía bức tường cổ chạm khắc những ký tự katademi bất giác cô đưa tay khẽ chạm vào mau dừng lại thiên thiên tiếng hét của an vi thành công thu hút mọi ánh nhìn thiên thiên theo học ngành sinh vật học về cơ bản không biết trên những bức khắc có thể chứa bột hematite một loại bụi kim loại khiến cơ thể nạn nhân chết mòn trong đau đớn khi tiếp xúc an vi hạ giọng cậu bớt phiền đi mọi người đều cần yên tĩnh làm việc thiên thiên vô tội tránh qua bên để an vi quan sát bức tường cổ những lần khai cuộc trước các nhà khảo cổ cũng phát hiện nhiều tấm katademi bản đá khắc những câu thần chú ma thuật chứa những lời cầu nguyện được gửi tới các vị thần địa ngục vị thần có quyền năng sai khiến linh hồn người chết nhằm đáp ứng lời thỉnh cầu của người cầu nguyện cho nên một vài cư dân camarina thời này đã sử dụng những lời nguyện và thần chú để gọi xác chết trỗi dậy những nét khắc tinh xảo có niên đại hơn 3.500 năm đó thu hút cô lặn lội tới nơi này để một lần được chiêm ngưỡng chúng. Không ngờ bạn học An Vi một chút niềm nở tiếp đón cũng không có. Báo cáo về trụ sở, có phát hiện mới giọng một nhà khảo cổ mừng rỡ cắt ngang. Vi Vi nhanh chóng lấy bộ đàm kết nối lên mặt đất. Mất tín hiệu, trong mộ cổ, mọi người thu thập được nhiều vũ khí, cốc và áo giáp bằng vàng bạc cùng 50 con dấu bằng vàng và ngọc quý được chạm khắc những hình ảnh hết sức phức tạp, đặc biệt không có đá vôi bao bọc khiến mọi người thất kinh. Xem ra đã từng có người tới đen vì sao khảo nghiệm rồi lại để báu vật lại 507P mất liên lạc, trong khi tất cả bận rộn dùng radar quét lại mặt mộ, đánh dấu tọa độ mộ cổ chuẩn bị rời khỏi. Thiên thiên quay lại quan sát nơi phát hiện cổ vật, trong hốc đá nhỏ dắt thứ gì trông như ngọc, bèn nhanh tay bỏ vào túi. Bởi vì trong hầm tối, mọi người phải di chuyển từ từ sát cạnh nhau, chốc chốc nhìn quanh đề phòng lạc người bên cạnh. Nếu biết vất vả vậy mình sẽ không qua chơi với cậu đâu, Thiên Thiên thầm than thở, 7/05/Feburia, viết 2018 mặc dù khí trời chưa đổi gió nhưng Hy Lạp đã bắt đầu lạnh, khi tất cả lên mặt đất, xung quanh rừng ô liu hoang vắng, không một bóng người. Bộ đàm phát tín hiệu rè rè dưới nắm lá. Thiên Vũ, cậu đâu rồi? nghe trọn bộ tại mê audio com link trực tiếp ở phần mô tả